Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 đã thành công tốt đẹp, kiện toàn nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là tiền đề để mặt trận các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ, là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phồn vinh của đất nước trong tương lai. Là thành viên tích cực, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có đóng góp lớn vào thành công của mặt trận các cấp thời gian qua. Đặc biệt, Chư Tăng Ni được hiệp thương vào mặt trận luôn tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật đến người dân và cũng là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào đến chính quyền, qua đó giúp nhà nước xây dựng các chính sách kịp thời, thiết thực. Phật giáo luôn luôn chủ trương và nhất quán trong vấn đề làm sao để đồng hành cùng với mặt trận tỉnh và các tổ chức xã hội để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh neo đơn khó khăn, những trường hợp bất hạnh ở trong xã hội, cố gắng trong khả năng của mình một cách tốt nhất có thể để giúp cho cuộc sống và xã hội mỗi ngày được tốt đẹp. Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Phật giáo, lúc nào cũng có cái sự phối hợp vận động trong nội bộ tăng ni và Phật tử làm như thế nào để đảm bảo cái đời sống tu hành, đảm bảo về cái học tập, rồi là cùng nhau thực hiện như thế nào để đem lại cái sự lợi ích tập hợp khối đại đoàn kết. Từ những đóng góp thời gian qua, tại Đại hội 10 vừa kết thúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 22 vị giáo phẩm được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. Qua đó khẳng định vai trò nòng cốt trong mái nhà chung của khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phồn vinh của đất nước. Tăng số lượng tham gia các cái đại diện chức sắc chức việc của các tôn giáo, chúng ta có 16 tôn giáo và 43 tổ chức tôn giáo thì đều có đại diện tham gia vào trong ủy ban. Trong cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta thì Phật giáo đóng góp rất lớn, tham gia vào được cái khối đại đoàn kết toàn dân theo chủ trương chung, đó là đóng góp lớn nhất của Phật giáo. Với sự góp sức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tổ chức thành viên, chắc chắn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kế thừa, phát huy kết quả Đại hội 9 đã làm được, tiếp tục cụ thể hóa chương trình để thực hiện 10 mục tiêu, 6 chương trình hành động, qua đó phát huy sức mạnh toàn dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.